đặc biệt nữa là cái CEO này, cái hãng này là của Việt Nam luôn đó, và rất là thành viên đúng không? Ok, bây giờ là chiếc tàu mình nó đã lên được cái dây rồi. Năm là lên ụ một lần, lên ụ là như cái chiếc kia vậy đó, kéo lên cái trên đất á, rồi người ta lấy cát người ta bắn rớt hết sơn đi, hoặc là sửa chân vịt lại. Giống như mình chính mình thì phải sửa chân vịt lại, thì nó hơi, cái đợt này mình làm nó hơi nhiều thì nó hơi mất tiền hơn. Sơn một cái lớp lớp chì lên cho nó khỏi bị hư ấy, xong hư tàu rồi sơn hai lớp chì hè, rồi hai lớp sơn, tất cả là 5 lớp. Cứ 4-5 năm là cứ làm lại một lần như vậy. Trung bình thì chắc khoảng là 3 tuần. Nếu mà xịt sơn không thì 2 tuần thôi, nhưng mà mình sửa hơi nhiều thì chắc khoảng là 3 tuần. Hello bạn, trong tuần này mình mời các bạn cùng mình khám phá, theo dõi, xem chiếc tàu The Brother của Tường lên ụ. Mà trước khi lên thì sẽ chuẩn bị coi công việc làm thế nào, chạy từ bên chỗ bến đổ đi qua bên cái bến, cái shipyard đó bạn. Rồi mà không, cũng chưa biết chắc có thể lên được hôm nay, do trời mưa. Rồi mới đầu thì là định sẽ lên, nhưng mà bây giờ trời mưa quá trời nãy giờ rồi, mình cũng chưa biết sao, để chờ tí xíu để hỏi rồi đi qua bên đi kia coi sao ha. Cái bến đậu này thì phần nhiều là tàu Việt Nam ấy bạn, nhìn nó rất đẹp, nhiều chiếc tàu mới tinh, nhìn cái màu đẹp rất đẹp. Xéo xéo bên kia là chiếc tàu của Hiệp với Trà My mà hổm mình trong từng rồi video từng rồi mình có quay đó mà. Còn bây giờ thì mấy anh bắt đầu đi chạy qua bến cái shipyard mà. Tụi mình sẽ lên coi sơ sơ rồi cái chạy xe theo. Tàu nó tới trước chạy, còn chạy nhanh hơn tụi mình. Cái chỗ này cái bến để mà nó sẽ lên bạn, khi mà lên thì có sợi dây nó sẽ dòng xuống dưới, rồi cái có cái không biết cái của mình cái gì, nó cẩu lên bạn, nó cẩu lên từ từ nó chạy vô phía sau. Theo mình được biết thì cái dàn cẩu này nó có sức mạnh là khoảng, nó có thể sức năng là 500 tấn, mà chiếc tàu này nghe nói khoảng 250 tấn hay 300 tấn gì đó bạn. Rồi để mình tiếp tục theo dõi cái này rồi cái mình chia sẻ tiếp với mấy bạn nha. Sẵn thì cũng luôn giới thiệu luôn với mấy bạn cái chỗ mà địa điểm có thể sửa chữa tàu, lên tàu cũng là của người Việt Nam nãy giống như Tường đã nói rồi. Thì nếu mà bạn có tàu hay là ở sống gần khu vực này có thể tới đây làm qua người Việt Nam luôn, dễ dàng cho mình luôn ha. Rồi cũng giống như là giới thiệu luôn với mấy bạn cái địa điểm luôn. Cái này cũng là ở Bayou La Patrie nha bạn. Lên là xịt sơn tới 5 lớp hả Tường? Đúng rồi. Thì cái chiếc tàu á, thường thường trung bình người ta đi á là cứ 4-5 năm là lên ụ một lần, lên ụ là như cái chiếc kia vậy đó, kéo lên cái trên đất á. Rồi người ta lấy cát người ta bắn rớt hết sơn đi, hoặc là sửa chân vịt lại. Giống như mình chính mình thì phải sửa chân vịt lại, thì nó hơi, cái đợt này mình làm nó hơi nhiều thì nó hơi mất tiền hơn. Nhưng mà mình họ xịt tới sắt luôn, xong mình sơn một cái lớp chì lên cho nó khỏi bị hư ấy, xong hư tàu rồi sơn hai lớp chì hè, rồi hai lớp sơn, tất cả là 5 lớp, cho nó giữ cái sắt lại. Cứ 4-5 năm là cứ làm lại một lần như vậy cho nó bền tàu thôi. Dự định bao lâu là xong cái project này? Trung bình thì chắc khoảng là 3 tuần. Nếu mà xịt sơn không thì 2 tuần thôi, nhưng mà mình sửa hơi nhiều thì chắc khoảng là 3 tuần. Vậy. Rồi còn ngoài đó cái chân vịt đó, nếu mà nó hư đó thì mình cũng phải sửa chân vịt. Cái chiếc tàu này thì chắc lâu quá nó chưa có
nó chưa có làm, mình làm thì nó hơi lâu. Có dự tính là tốn bao nhiêu tiền cho cái trận thay áo này? Cái chiếc này thì mình sửa hơi nặng thì mình tính rằng là khoảng là 80.000. Còn nếu mà chỉ cần xịt cát xong rồi mình sơn lại không á, cái hầm phần dưới á, thì mình nghĩ chắc khoảng là từ khoảng 35-40.000 nếu mình làm sơn không thôi. Trong lúc chờ chiếc tàu The Brother của Tường lên ủ thì mình đi vòng vòng cho mấy bạn coi sơ qua ha. Nhìn chiếc tàu này nhìn rất đã ha. Có nó nguyên ở phía dưới lường là những cái dàn làm lạnh, làm mát mái ha. Còn cái phía trên này, những cái lỗ hay cái lỗ này nãy mình lại gần á, thì là như nó có hai cái chân vịt ở trong á, như là nghe giống như là cái mũi lái mũi không ạ. Còn mấy cái cục trắng vòng vòng chiếc tàu này mấy bạn biết gì chưa? Chắc nhiều phần nhiều mấy bạn nếu làm tàu thì cũng biết rồi, cái đó là cục chì để chống ăn sắc mọn ha. Để trong cái video sau Tường sẽ nói rõ hơn ha. Nó rất hay mày. Ở trên tàu thì nó cũng có cái dàn làm mát này, rồi cái nó dùng nước để làm mát. Rồi còn trên xe thì nó cũng có cái dàn như vậy, xong rồi nhờ gió để làm mát. Chiếc tàu này có một máy mà. Mà chiếc nó cũng là một trong những chiếc tàu mà để đánh bắt xa bờ, mà đánh bắt nước sâu á. Những chân vịt rất là củng, mình ngó hoài luôn. Mấy lần mình coi chân vịt này với chân vịt mấy chiếc tàu đánh cá đánh tôm mình Việt Nam mình á, thì cái kiểu nó cái hình dáng nó rất là khác, mình không hiểu cái nguyên lý nó cái bờ biển nó như thế nào, lý do là sao nó khác. Nó nào mấy bạn biết rành thì chứ gì chia sẻ với mình nữa mà. Trên cái cánh quạt có ghi chữ weight 1630 pounds, mình là một tấn mấy thôi. Mình không biết tấn mấy của đơn vị Mỹ chắc. Mà mình không biết có phải là đúng cái nặng vậy không. Nhìn rất là khủng vậy. Nếu mà mình đứng chắc mình không, mình lọt lòng cái này dễ dàng luôn mà. Nãy nói chuyện với cái anh chủ cái shipyard, cái chỗ đóng tàu này, thì chiếc này là đóng mới là 3.2 triệu mà. Thì thường khoảng một đóng mới một chiếc như vậy là bị giữa 3.2 triệu tới 4 triệu. Mà cái anh chủ cái shipyard này còn có 17, một cái đội tàu 17 chiếc các bạn. Mà nghe ảnh nói là ảnh đang tranh thủ thêm 3 chiếc nữa cho chẳng 20 chiếc. Các bạn thấy cái lỗ ngay cái đầu chiếc tàu ha. Hồi nãy mình có hỏi ảnh thì là đúng giống như mình nghĩ là cái lái mũi mà khi mà vô bến này nọ nó cần cái đó để lái qua cho nó dễ đó. Như bạn nhìn một cái dải tàu mà đậu, thấy trên mũi có cái chiếc, thấy con đại bàng không? Đó là những chiếc tàu của ảnh. Thôi để tụi mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã cùng mình xem chiếc tàu chuẩn bị lên ụ. Rồi hẹn gặp lại mấy bạn trong những video sau khi chiếc tàu bắt đầu lên ụ. Rồi coi cái cần cẩu nó đưa về cái bãi sân sau, cái sân sau của cái shipyard để họ chuẩn bị làm sửa sang tân trang.